thì Thu Vân đã học võ, học theo nhiều thầy, mà bây giờ trở thành ra một cái người võ sư đai trắng, tức là đã cũng như đã thành tới cái mức độ cao rồi. Bị nhiều cái bạo bệnh mà tự mình chữa được cái bệnh đó, trong khi chưa thật lành bệnh mà cũng phải cố gắng tạo ra những chương trình để giúp những trẻ em khuyết tật, mà đặc biệt là làm cho những trẻ em khuyết tật đó không còn được, không còn cái mặc cảm nữa. Chẳng hạn như mấy em không thấy thì nhờ Thu Vân mà mấy em thấy, mấy em không nghe nhờ Thu Vân mà nghe. Ngày xưa học ở trường, tôi cũng là người học vũ đạo của cô, và tôi tâm đắc nhất. Có khi tôi cũng đi theo cổ học nhiều môn phái lắm. Bây giờ tôi thấy cô làm quá mức, quá sức tưởng tượng mình. Bởi vậy cái lòng mình muốn bây giờ những giây phút nào còn lại trên đời này cổ còn làm được, thì tôi nghĩ là tôi cũng phải cống hiến như cổ. Cổ có đi nơi này nơi kia, nơi nào cổ đi cổ gọi là tôi sẵn sàng là theo học tập, trợ giúp. Em rất mừng khi là được cô nhận vô làm môn sinh. Trước ban thờ tổ thì em đã có hứa với thờ tổ là cả đời nguyện vì võ thuật, yêu mến võ thuật, đam mê võ thuật, quyết tâm theo võ thuật và gìn giữ lại cái vốn quý của cha ông để lại và truyền lại cho tất cả những người nào có tâm huyết theo nó. Những hình ảnh vừa rồi, những lời tâm sự của những người thân, của những người bạn, của những cậu học trò, cảm giác của cô thế nào ạ? Tôi rất tri ân tất cả những cái lời nói của các bạn, của những học trò, cũng như là cái nguồn động viên vô bờ đối với tôi, là nhắc nhở tôi là luôn luôn phải cố gắng phấn đấu hơn nữa. Mà đặc biệt nhất là em Nguyễn Thái Bình, là cháu là ở dưới quê lên thôi, nó cũng chỉ biết là tôi qua sách vở, nhưng mà thương nhất là lên với cô có một tấm lòng mà cháu tận tình cháu học về, bây giờ cũng phát triển được 80 cháu ở Bến Tre, rồi là dạy được cho các bà ở dưới Bến Tre cũng được 20 cụ, rồi dạy cả dân quân nữa, mà rất là tâm huyết. Thì mình nghĩ là mình đã vui nhất là đã được truyền lại được cho rất nhiều các em. Hiện tại là rất nhiều các thầy đang tâm huyết giúp đỡ cho bộ môn Nguyễn Phương Danh, rồi giúp đỡ cho các cháu khuyết tật, như là các huấn luyện viên võ sư cao bá nhất là em Huy Sắc, rồi em Long, rồi là em Lan, rồi thầy Hùng, rồi rất nhiều những thầy Pháp, rồi những anh em ở trong môn phái. Vui nhất là từ khi mà được công nhận là Thu Vân quốc tế võ đạo thì mọi người đều cố gắng muốn phấn đấu hơn nữa để làm sao khi các bạn ở nước ngoài về học, mình có đầy đủ bản lĩnh để mình dạy, mình truyền lại. Dạ vâng, xin cảm ơn cô Nguyễn Thu Vân. Và ngoài ra trong phim trường hôm nay, Bình Minh còn có thấy chú nghệ sĩ ưu tú Công Thành. Được biết chú là người thầy đầu tiên dạy cô Vân nghệ thuật sân khấu. Bao nhiêu năm qua theo dõi từng bước thăng trầm của võ sư Thu Vân, thì chú có nhận xét gì về người học trò của mình ạ? Đối với Thu Vân thì sự thật ra trong mấy chục năm nay đó, tôi rất là thương Thu Vân như một người con. Thì đến hôm nay, Thu Vân đã trở thành một nghệ sĩ ưu tú, đồng thời là một võ sư, đi dạy khắp cả nước, đồng thời đi dạy ở nước ngoài. Và như vậy đó, là Thu Vân đã giữ được cái vốn võ của dân tộc, đồng thời Thu Vân đi truyền dạy cho những người ở nước ngoài, đem cái võ truyền thống của dân tộc Việt Nam để mà phổ biến ra nước ngoài. Cái điều đó là cái điều rất quý, bởi vì nó là cái của dân tộc Việt Nam đem truyền ra cho nước ngoài, mà cho đến bây giờ giữ được và nó phát triển. Chúc cho Thu Vân khỏe mạnh. Cảm ơn chú. Dạ vâng, xin cảm ơn những lời tâm huyết của chú nghệ sĩ ưu tú Công Thành. Dạ thưa cô, ngoài vai trò là một võ sư thì Bình Minh còn được biết cô là một diễn viên nữ cascader đầu tiên của Việt Nam. Và cô cảm thấy vai diễn nào mà mình tâm đắc nhất ạ? Dạ, kính thưa tất cả quý vị khán giả, là một nữ diễn viên cascader đầu tiên của Việt Nam, thì tôi đầu tiên cũng là võ sư thôi, nhưng mà rất là mê điện ảnh.
thì đến các phim trường xem thì thấy các bạn nữ diễn viên của mình ấy, thì nói chung là các bạn diễn xuất thì rất hay và vóc dáng thì rất là đẹp, nhưng mà chỉ có yếu là phần võ thuật. Khi vào những cái phim lịch sử như là đánh kiếm hay đánh côn, đánh đao này, thì các bạn lúng túng. Thì chúng tôi thì có được các đạo diễn mời đóng, thì cũng rất may mắn là tôi lớn tuổi, nhưng mà được cái dốc đằng sau thì nó cũng có mi nhon chút. Thế thì cái đằng trước thì không nói rồi, tại vì phải thay cho toàn những cái bạn trẻ ra. Nhưng mà cái lưng thì mình thay được, thì là thay cho Việt Trinh, Hương Giang rồi chị Lệ Thủy. Thì tất cả lớp võ đó là tôi rất là thích. Và cảm giác là mỗi khi mà thấy được là các bạn biểu diễn nào mời gia đình đi xem, nhất là mời chồng á, thì phải giao hẹn trước là anh có đi xem lưng em không thì mới đi. Còn đi thì ông cứ thắc mắc, hoặc là họ sinh viên của trường nào ông mang đi cũng bảo bà diễn tùm lum chả thấy mặt mũi bà đâu. Tại vì là cái người các cơ đơ không có quyền được lộ mặt, vì đánh xong đấm một cái, xong một cái là rút, để người diễn viên chính họ đấm cái mặt họ ra, còn mình rút. Còn từ nãy là quay cái lưng không à. Thì cho nên là cái điểm này thì là một cái sự thiệt thòi cho cái người các cơ đơ. Nhưng chúng tôi cũng rất là vinh dự là mang được lại những cái đóng góp được một phần nào đó giúp cho các bạn diễn viên. Nhưng mà tôi chỉ có ước mơ là chính các bạn diễn viên nên cố gắng, chúng ta cũng học, để khi mà chúng ta thực sự giỏi, chúng ta tự đóng, thì những cái phần đó nó rất là đẹp, nó không phải nối ghép gì hết đó. Mà nhất là bên các nước á, thì các diễn viên ta điêu luyện là do cố gắng của người ta đó. Còn những cái cảnh cực kỳ khó thì mình mới phải nhờ đến các cơ đơ. Một sự hy sinh thầm lặng phải không cô? Dạ thưa cô, ở trong phim trường hôm nay cũng có một bạn trẻ cũng rất muốn được trò chuyện với cô. Cô có thể chia sẻ cho em biết được là bản thân cô là một phụ nữ, nhưng mà cô lại chọn các cadre là một lĩnh vực của nam giới, thì cô có suy nghĩ như thế nào ạ? Dạ, rất cảm ơn em. Em ơi, ở trên điện ảnh á, thì nam cũng có mà nữ cũng có. Thế mà bây giờ nữ thì bây giờ những cái vai nguy hiểm như là cháy nhà mà một người nữ diễn viên phải chết cháy trong đó, thì diễn viên thật của mình không dám đánh, không dám đóng, tại vì sợ lỡ mà nó chấn thương á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái đoạn sau. Thì tôi lại phải đóng vào những cái vai đốt cháy rừng rực đó. Mà quý vị biết là Việt Nam mình thì cái trang thiết bị của các cơ đơ chúng tôi rất nghèo. Đóng như vậy á, không có cái bảo đồ bảo hiểm, mà chỉ một cái áo ướt và cái quần ướt, rồi móc xăng của Honda vào đốt tôi từ dưới đốt lên, cháy bùng bừng. Đó, thì như vậy rất nguy hiểm, nhưng mà chúng tôi vẫn chấp nhận làm. Tại vì thực tế là những cái cảnh đó là mình làm với phương tiện mình quá nghèo. Nhưng mà nếu các nước khác á, thì họ lại có những cái phương tiện của họ rất là tốt. Tức là cái bảo hiểm cho người diễn viên từ A đến Z, từ trên xuống dưới. Rồi hai nữa là xăng, thì xăng của họ là xăng pha hóa chất. Thế giờ cát xê của Việt Nam thì quá nghèo, mà mua xăng pha hóa chất thì lấy làm gì có tiền. Nên chúng tôi là cứ liều. Cho nên là các cái đơ Việt Nam mình là có cái liều. Thế nhưng mà phải nói là qua cái liều, nhưng mà thấy được cái sự dũng cảm yêu nghề của các bạn các cơ đơ. Chúng tôi chỉ mong là những cái người có chịu trách nhiệm về điện ảnh cố gắng quan tâm hơn nữa đến anh em các cơ đơ. Vì các em dám làm, dám suy nghĩ, dám sáng tạo, mà dám đóng những cái vai cực kỳ khó. Cho nên cái ước ao khát bỏng của tôi là thì nên có những cái giải thưởng cho các cơ đơ, để động viên những cái người giấu mặt âm thầm làm nên nền điện ảnh nước nhà vinh quang cho cả phim quốc tế nữa. Thì tôi xin có những cái điều tâm sự như vậy. Lòng tim gan thịt bò thì đổ máu các tèm đẹp đó, tôi chả hiểu là cái gì, tôi cũng đứng nhìn luôn. Rồi là nguyên một cái lòng ruột heo để lên bà năm sa đéc, nguyên cái lòng ruột mà đổ vào, thế là bà ấy nằm bất động 3 ngày, 1, 2, 3, 4 đấm, rồi đè đây, vít đây, chọc. Đó, thì nó hơi dài cho chút.